Thì hôm nay Sơn đã có mặt ở khu trung tâm lễ hội gọi là lễ hội té nước. Thì theo cái tiếng của người dân tộc Thái ở trên Tây Bắc là cụ thể là thuộc tỉnh Lai Châu. Thì ngày hôm nay nó là ngày mùng 10 tháng 3, cái lễ hội té nước này sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm các bạn ạ. Nó thuộc xã gì anh nhỉ? Đây là xã Phổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. À vâng. Đấy, các bạn ơi, thì cái lễ hội này thì người dân địa bàn ở đây, có nghĩa là những người dân địa phương ở đây thì người ta cũng đã chuẩn bị tất cả những cái để người ta thì người ta cũng chuẩn bị để phục vụ cho cái kiểu cái nghi lễ của ngày lễ hội ấy các bạn. Thì bây giờ thì Sơn đang đứng cạnh một anh trai cũng là người dân bản địa ở đây, và thấy ở phía trước đây thì các bạn quan sát thấy là có hai cái máy bơm rất là to đúng không? Thì Sơn sẽ hỏi anh trai ở đây chính là người bản địa và về cái phong tục này nó kỹ hơn một chút các bạn nhé. Anh trai cho em hỏi là thì cái phong tục này thì là nó chính là của người dân tộc Lào là tổ chức. Có nghĩa đây cái phong tục lễ hội té nước này là chính là của người dân tộc Thái vâng. Trắng ở xã Phổng Lào, và quanh đây là khu vực có cả Mường So này, Bản Lang này, Phong Thèn này, đều có người dân tộc Thái sinh sống ở đây. Vâng. Và cái lễ hội này là hàng năm là tổ chức vào đúng ngày giỗ tổ của cả nước, và nó ngày 10 tháng 3 là sẽ tổ chức thường xuyên, năm nào cũng vậy. Vâng. Có năm như năm nay là 3 ngày liền. À. Và mọi năm thì chỉ một ngày thôi, nhưng năm nay là cấp trên thì đã được cho tổ chức 3 ngày. Vâng. Bắt đầu từ ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 âm lịch. À, ngày hôm nay thì là ngày mùng 10 thì là ngày cuối cùng ngày của lễ hội. Vâng. Và chiều nay là như các bạn biết là chúng tôi đã chuẩn bị những cái đồ để chiều nay là té nước rồi. Vâng. Té thì có rất nhiều, đây dùng máy bơm này, dùng súng này. Vâng. Và chiều nay có những ô tô người ta chở téc nữa, đi qua đường té và té thi đấu ở dưới suối, nhưng mà trên đường cũng thi đấu. Là vâng. Té. Có nghĩa là tất cả những người dân cũng như là du khách đến là được đều được đều đi qua những con đường ở đây hoặc là đến cái trung tâm lễ hội này thì đều bị té nước hết. Đúng ạ. Ví dụ mình có súng mình có thể bắn lại người ta. À, súng nước đấy đúng không ạ? Và đây chuẩn bị những cái đồ dùng, đây là máy bơm nước, mình lấy nước tại bể mấy giếng là để cái này là mình chuẩn bị để phục vụ cho buổi chiều nay là khi mà chính thức vào cái lễ hội té nước đấy. 1:30 và 2 giờ bắt đầu thi rồi thi té nước. Vâng. Đấy, như các bạn quan sát đây có hai cái máy bơm rất là to mà nhà anh ở đây, người dân bản địa ở đây là người ta chuẩn bị để phục vụ cho cái lễ hội té nước vào buổi chiều ngày hôm nay các bạn. Thì các bạn cố gắng là để xem hết cái video này để xem là cái phong trào lễ hội té nước của người dân bản địa ở nơi đây nó sẽ như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi hết video của anh em mình nhé. Bây giờ thì Sơn đang di chuyển vào bên trong cái khu trung tâm lễ hội té nước các bạn ạ. Thì như cái lời giới thiệu của một anh người dân bản địa ở nơi đây ấy, thì cái khu trung tâm lễ hội đây như ở bên dưới đây các bạn này. Ở bên dưới các bạn nhìn thấy đây. Nhưng mà lát thì mình sẽ sử dụng bằng máy bay flycam để quay từ trên cao xuống các bạn nhé. Lễ hội này thì người ta sẽ tổ chức vào buổi chiều ngày mùng 10 các bạn ạ. Có nghĩa là khi người ta làm những cái lễ té nước các thứ thì người ta tổ chức vào buổi chiều ngày mùng 10. Và bây giờ thì nó vẫn là đang buổi trưa thôi. Với 12 giờ trưa thì Sơn đang quan sát ở khu vực quanh đây thì người dân họ bán rất là nhiều những cái súng nước này các bạn này. Súng nước này để phục vụ cho những kiểu như là bạn trẻ, thanh niên, nam nữ là mua súng nước này để gọi là phục vụ trong cái lễ hội té nước ấy. Đây, có hai cậu bé này đang gọi là hoạt động súng, khởi động súng. Đấy. Ê súng, thế sao lấy súng của mình ra mà bắn? Thế lại bắn cái súng này thì bắn thế nào được? Và lấy cái súng chuẩn của mình ra mà bắn. Đấy các bạn ạ. Cũng rất là đông vui, thế nhưng mà chắc là buổi chiều nay mình sẽ không quay bằng cái máy quay này được đâu. Bởi vì mọi người ở đây bảo là lên hạn chế quay bằng những cái máy quay bên dưới hoặc là điện thoại mọi thứ là lên cho vào. Đấy, đấy, đấy. Em ơi cho anh xin ạ. Ê. Đấy. Em muốn đi tu chưa? Đấy. Đây này các bạn này. Thì mình đây khi chưa vào lễ hội mà đã bị một em gái nhỏ là bắn được một phát rồi. Nhưng bây giờ mình mà bắn một lại một cái là em hơi mệt. Còn đây, đây ạ. Bây giờ thì Sơn đang đi vào cái khu cổng chính của trung tâm lễ hội té nước các bạn ạ. Thì bây giờ Sơn sẽ đi vào bên trong này để xem là tất cả bên trong này người đồng bào dân tộc Thái ở trên này họ tổ chức những cái lễ hội và họ sẽ té nước như thế nào. Thì Sơn sẽ cố gắng để ghi toàn bộ những cái hình ảnh
mà khi người dân đồng bào ở đây người ta tham gia cái lễ hội té nước các bạn nhé. Ở phía bên dưới kia là chính là cái nơi trung tâm để mọi người đang tham gia cái lễ hội té nước ở trên này các bạn. Thì chính là cái khu vực kia, như các bạn thấy có những cái lá cờ kia. Mọi người đang đi ra giữa dòng suối kia và đang tổ chức cái cuộc thi lễ hội té nước các bạn. Đây, mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem một xíu đây. Đó, các anh đang lội ở dưới dòng suối và chuẩn bị chờ tiếng còi của ban trọng tài và sẽ bắt đầu té nhau các bạn ạ. Đó, mọi người đang bắt đầu té nhau. Họ đang thi đấy các bạn ạ, đang thi té nước ấy. Bên nào bị té giật lùi xong rồi bỏ chạy là thua ấy. Không té lại được nữa là thua đấy các bạn. Một lễ hội rất là đông vui, rất là ý nghĩa của người đồng bào dân tộc Thái các bạn nhé. Còn phía xa xa ở trên cây cầu trên kia thì mọi người cũng đang tham gia những cái trò chơi té nước các bạn ạ. Khi sơ lên khu vực ở bên trên này thì rất là đông vui các bạn ạ. Bởi vì trên này thì toàn bộ là kiểu thanh niên nam nữ, là các bạn ý sẽ tham gia ở cái khu vực trên này. Người ta sẽ kiểu vui chơi ở đây, té nước ở đây ấy. Thì nó vui hơn. Ở dưới kia là khu của ban tổ chức, người ta kiểu như là ở khu dưới kia thì là kiểu như ban tổ chức của người ta kiểu thi đấu đấy các bạn ạ. Còn trên này thì toàn bộ là các bạn thanh niên nam nữ, là người ta sẽ tổ chức vui chơi té nước ở trên này các bạn nhé. Sơn đang đứng ở trên một cây cầu bắc qua con suối mà mọi người đang tổ chức vui chơi cái lễ hội té nước đây các bạn. Cây cầu này là cây cầu treo các bạn nhá. Nó cũng khá là rùng rình. Mình đứng trên này thì chắc là hình ảnh mình ghi nó sẽ không được được kiểu ổn định lắm đâu, bởi vì cây cầu nó rùng rình quá. Đây, Sơn quan sát thấy bên dưới này mọi người đang rất là vui này, đang té nước. Các bạn trai, bạn gái rồi đang tham gia cái trò chơi té nước nhau. Rất vui các bạn ạ. Ở phía xa xa trên kia nữa cũng còn rất là đông người, cực kỳ là vui luôn các bạn nhé. Lễ hội này thì được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm các bạn ạ, là ngày hội chính, thì sẽ tổ chức vào ngày mùng 10 luôn.
Thường thường thì người ta tổ chức 3 ngày, từ ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10. Em ơi, cho anh hỏi một xíu đi, em khi em đi tham gia cái lễ hội này mà khi đi ra khu vực này thì cái cảm nhận của em lúc này thì em cảm thấy như thế nào? Ôi, em cảm thấy rất là ướt át ạ. Cảm thấy ướt át? Dạ vâng ạ. Bởi vì em được ngày này lâu lắm rồi ạ. Bởi vì là mình vốn dĩ là con gái rồi thì mình lại có cái sự ướt át như này, mình cảm thấy rất vui đúng không? Đúng không ạ? Vui đúng không? Cảm xúc sướng đúng không? Đúng sung ạ. Sướng, sướng tu đỉnh luôn đúng không em? À thế ạ. Em sướng lên đỉnh luôn đấy. À sướng lên đỉnh luôn á? Thôi em ơi, anh thứ nhất là anh cũng xin phép em vì anh đang tạm nghỉ công việc ấy thì nó ảnh hưởng đến công việc một chút, với cả máy quay thì nó sợ ướt nó sẽ bị hỏng mất. Cho em xin fanpage của anh để em. Có nghĩa là em bắn vào chim anh à? Không, em thì em chỉ bơm để làm màu thôi ạ. À bơm làm mẫu á? Làm màu. Bơm làm màu thôi gì? Làm màu. Em bơm như nào ấy? Đứng trên cái cầu này rùng rình quá nhở, mọi người đi qua đi lại rùng rình quá. Một bạn gái rất xinh các bạn nhá. Bạn ấy đang tham gia cái chương trình lễ hội té nước này. Và à là link Facebook Minh Nguyệt à? Minh Nguyệt, thế em tên thật là Nguyệt luôn à? Nguyệt là người ở tỉnh nào em nhở? Em gốc Lai luôn ạ. À gốc Lai Châu này luôn đúng không? Em là fan dược của lễ hội này, em chơi năm 10 năm rồi ạ. Ồ, rất hay. Rồi. Đấy, té đi, quay lại té đi em ơi. Hay, hay quá các bạn ơi. Rất là vui, rất là hay luôn. Thật ra thì bây giờ mình cũng rất muốn có một cái cảm giác được xuống ở bên dưới này. Xuống bên dưới này để té nước cùng mọi người rồi. Nhưng mà vì là cũng đang muốn cầm máy quay và ghi lại những cái hình ảnh ở đây để truyền tải lên cho mọi người xem. Cho nên là thôi, mình sẽ kìm nén lại các bạn nhá. Đấy, và đứng trên này để ghi lại hình ảnh cho các bạn xem. Phía trước mặt các bạn đây chính là một dịch vụ bán xô để phục vụ cho cái lễ hội té nước này các bạn ơi. Phục vụ cho các thanh niên nam nữ, người ta đem xô đem chậu ra tận bờ suối để bán luôn các bạn này. Rất là vui, rất là hay. Cũng đó là cũng là một hình thức phục vụ và một hình thức kinh doanh rất là hay các bạn ạ. Trên kia con trẻ con ở giữa vòng luôn. Tưởng hát này mới vui kìa. Mình quan sát thấy có một bạn quay phim khi cầm máy quay đi xuống kia thì các bạn ấy té cho phải lên luôn các bạn ạ. Lên luôn, không xuống được nữa. Anh chàng không xuống được bên dưới nữa, chắc là định xuống bên dưới để quay các bạn nhưng mà bị té rồi. Phía bên kia thì đang tấn công nhau bằng những gọi là những chậu nước, những xô nước rất là mạnh. Với bác cán bộ công an cái xuống này là cũng bị té gần hết rồi. Đuổi kiểu té nước đuổi các bạn.
Đây, còn khu vực bên này thì như các bạn xem này, người ta dùng máy bơm. Ôi, không xin, không xin, người ta dùng máy bơm. Người ta dùng máy bơm để người ta lấy nước này. Đây các bạn nhá, rất là đông vui luôn. Các người lớn và trẻ nhỏ, mọi người đều tham gia cái lễ hội này. Ôi, mình phải chạy ấy. Vì ấy. Rất đông vui các bạn ạ. Giờ mình sẽ đứng sang bên cái góc bên này. Đứng sang góc bên này để tránh những cái vòi nước của các anh ở đây các bạn ạ. Mình sẽ đứng ở đây để ghi hình một chút ở khu vực này nhá. Tất cả những người đi qua, những người đi qua đường ở đây thì đều bị té nước. Rất hay, rất hay, rất vui. Đấy. Dẫn tí xe cảnh sát giao thông cũng ăn luôn, xe tải luôn này các bạn này. Hay chưa? Có hai bạn gái. Ướt hết các bạn ạ. Đây các bạn nhé, tất cả những cái xe đi lại qua đường ở khu trung tâm lễ hội này thì mọi người đều bị té nước các bạn này. Mọi người đều bị té nước như thế này nhá. Còn không phải là chỉ riêng mình chỗ này đâu, và còn xung quanh tất cả những cái khu vực từ đầu lễ hội, từ đầu cái khu đi vào lễ hội cho đến cuối khu lễ hội thì mọi người đều cầm vòi nước và cầm những cái gáo nước, như là những cái súng bắn nước để xịt những người đi đường. Nó mang lại một cái ý nghĩa là cái lễ hội kiểu như là may mắn đấy các bạn, trong cái ngày hội té nước này các bạn này. Trước cầu kia thì mình quan sát thấy là cũng khá là nhiều các xe của các thanh niên đi đang chuẩn bị dính nước đấy. Đấy. Ôi. Một thanh niên vừa xịt vào máy của mình luôn rồi. Nhưng mà thôi kệ đi các bạn, chắc là không sao đâu. Có khi chắc là mình phải đứng sang góc bên kia thôi. Đứng góc bên này thì cũng dễ bị xịt. Đây là khu vực này là mọi người đang kiểu lấy nước để té vào những người đi đường các bạn ạ. Các bạn thanh niên rất là vui. Chương trình té nước này thì sẽ hết ngày hôm nay, là ngày mùng 10 tháng 3 các bạn ạ. Nó sẽ hết buổi chiều ngày hôm nay luôn các bạn nhé. Ôi, mọi người đi đường là đều xịt nước hết các bạn. Mình quay đây nhưng mình rất là ghê mọi người xịt vào. Rất ghê mọi người sẽ xịt nước vào máy quay của mình. Và mình cũng bị mấy lần rồi. Đây, tất cả các xe đi lại qua cũng như là người dân đi lại qua đây là đều xịt nước. Đều xịt nước vào để kiểu như là lấy cái sự may mắn của những cái ngày lễ hội này các bạn. Mình sẽ đứng chờ xem là có bạn nào đi bộ mà bị cả cái xô nước vào người không các bạn nhá. Quay đầu luôn, đội kia thấy xin nước bắt quay đầu luôn. Đây. Xịt hết các bạn ạ. Đều bị hết luôn. Đây là lễ hội té nước chứ không phải là lễ hội rửa xe đâu các bạn nhá. Không phải là dịch vụ rửa xe đâu nhá. Đây là lễ hội té nước của người dân tộc, đồng bào dân tộc Thái Trắng các bạn ạ. Mọi người đi qua đây đều bị ướt hết này. Không cần biết ai với ai cả. Chạy hết. Rất vui mọi người ạ. Anh bánh bò bánh bông. Cũng đang sợ là nó. Ôi, đấy, húc vào nhau rồi. Và chạm rồi các bạn ạ.
toàn khá đông các bạn này. Mấy chị người dân tộc Dao ấy. Dừng lại đây rồi. Dừng lại đây rồi. Dừng lại đây, người ta xịt luôn các bạn ạ. Mọi người kể cả là đi công việc qua đây hay là đi chơi thì đều bị té hết các bạn nhé. Che che, đây có mấy mẹ con nhà này che ô rồi, che ô. Lùa từ dưới háng lùa lên, hay quá. Người ta bán xô bán chậu để phục vụ cho cái lễ hội té lưa các bạn này. À đây là có bạn thanh niên, có khi là mình cho phép mình hỏi bạn một chút nhá. À, cho mình hỏi cái cảm giác mà cảm xúc mà khi các bạn đi tham gia cái lễ hội té lưa này thì cảm xúc của các bạn hiện tại như thế này thì cảm giác như thế nào? Rất vui và phê anh ạ. Vui và phê luôn. Rất vui và phê, chỉ biết nói hai câu vui và phê đúng không? À, đây là chắc là bạn gái của bạn đúng không? Hai người đang yêu nhau thôi đúng không? Không, đây là bạn bè thôi. À thế à, bạn bè rồi. Ờ đây là một đôi bạn cũng đang đi tham gia cái lễ hội té lưa các bạn ạ. Và bạn ấy đang mua một cái chậu để tham gia vào lễ hội. Trả thù mấy đứa mắm tôm. À, còn bị té cả nước mắm tôm nữa. Té mắm tôm. Ôi, thế thì cũng không ai làm nhỉ? Thế thôi nhá, chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nhá. Quan sát thấy một đôi bạn nữa mua xô mua chậu để té các bạn này. Đây. Mọi người đi tâm hai bạn đi bây giờ mới bắt đầu đi à hay là đi được mấy vòng rồi? À đi được chục vòng rồi à? Bây giờ mới bắt đầu mua gọi là đồ nghề dụng cụ để đi té à? Bây giờ kiểu như gọi là đi phục thù đúng không? Nhưng mà không nên pha mắm tôm các em nhé. Bởi vì có một số các bạn là pha mắm tôm thì nó không hay cho lắm. Chỉ là té nước bình thường để gọi là nó vui thôi, chứ đừng có pha mắm tôm nữa. Đấy nhá, chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nhá. Mua xô để lấy nước đi té phục thù các bạn ạ. Vui cực luôn.